Mới đây, các thợ đào mỏ ở một thị trấn nhỏ của Brazil đã vô tình đào thấy một khối đá quý khổng lồ nặng hơn 230 kg. Theo các chuyên gia về đá quý tại địa phương, đây là một khối ngọc lục bảo nặng kỷ lục mà lần đầu tiên được tìm thấy tại địa phương. Khối ngọc phát ra ánh sáng xanh lục mê hồn này có giá trị lên đến 235 triệu bảng Anh, tương đương 9.600 tỷ đồng. Được tìm thấy khi các thợ đào mỏ làm việc tại mỏ Caneba ở một thị trấn nhỏ ở Brazil tên là Pindo Parque. Ban đầu, khối ngọc trong hình thù đen xấu xí này nằm khuất trong một góc của mỏ, nhưng nhờ ánh sáng chiếu vào đã làm khối ngọc phát ra sắc xanh gây chú ý đến các công nhân đang làm việc tại đây. Vì đoán là khối đá cũng có chút giá trị nên các công nhân đã tỉ mẩn khắc gọt và đào nó lên một cách cẩn thận để không tổn hại đến khối đá. Nhưng khi phát hiện ra giá trị thực của nó, ai nấy cũng không khỏi bất ngờ. Sau khi báo cáo lên chính quyền địa phương và được các chuyên gia giám định, giá trị của khối ngọc lục bảo khổng lồ này được dự đoán còn sẽ tăng lên gấp bội nếu được mài dũa và đánh bóng vì nó có thể tạo ra đến hơn 200 carat ngọc. Được biết nó đã được bán cho một chủ mỏ giấu tên ở gần đó. Luật sư Marshall Zander của người mua bí ẩn cũng đã có vài phát ngôn chia sẻ về dự định của người này với khối ngọc khổng lồ với một tờ báo địa phương về việc họ sẽ không giấu kín khối ngọc giá trị này. Chúng tôi đã hoàn thành xong giấy tờ chứng nhận nguồn gốc của khối đá theo yêu cầu của TNPM, cơ quan khai thác khoáng vật quốc gia, và từ nay thân chủ của chúng tôi cũng là chủ sở hữu của khối ngọc đã hoàn toàn có quyền định đoạt với nó. Trong tương lai, ông ấy muốn trưng bày khối ngọc lục bảo khổng lồ này trong một bảo tàng và thư viện để những người yêu thích ngọc có thể đến chiêm ngưỡng nó. Một người đàn ông 52 tuổi đến từ Anh đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra kho báu thời Anglo-Saxon 1.400 năm tuổi trong lúc đào đất làm hàng rào trong vườn nhà mình. Ông Bo Harkeso đang chuẩn bị dựng hàng rào trong vườn thì vô tình tìm thấy một số trang sức gọi là Akam Terror, được cho là thuộc về một người phụ nữ Anglo-Saxon có địa vị cao trong thế kỷ thứ 7. Nhưng khi được biết kho báu của mình được định giá chỉ dưới 3.000 bảng Anh, tương đương 87 triệu đồng, không phải với giá 48.000 bảng Anh, khoảng gần 1,4 tỷ đồng như đã tham khảo từ trước, ông Bo đã rất tức giận. Dù vậy, ông Bo có khả năng sẽ phải bán lại chỗ trang sức với giá thấp như vậy cho bảo tàng Yorkshire. Ông Bo, đến từ vùng ngoại ô Acom thuộc York, North Yorkshire, Anh nói rằng: "Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi cái giá được đưa ra, vì nếu họ có trưng bày chỗ trang sức ấy thì nó sẽ xuất hiện trên khắp các biển quảng cáo và cờ hiệu của bảo tàng." Ông Bo đã thử đăng bán số châu báu trên một trang web đồ cổ để kiểm tra xem mình có thể được trả bao nhiêu tiền. Và bất ngờ là chúng đạt gần 50.000 bảng Anh, gần 1,5 tỷ đồng trước khi ông gỡ bỏ quảng cáo rao bán của mình. Thay vì bán toàn bộ số trang sức với cái giá 2.800 bảng, 81 triệu đồng đã đưa ra, ông Bo nói rằng mình sẽ tìm cách để được giữ lại chúng. Kể lại sự việc ngày hôm đó, ông Bo nói rằng hàng rào khu vườn của mình bị đổ vì gió to vào mùa xuân năm 2016. Con trai ông, một thợ xây dựng, trong lúc đào khoảng 1 mét để dựng cọc hàng rào thay thế, thì đã phát hiện ra những món trang sức quý dưới lòng đất. Nhân viên pháp lý khu vực York, Rob Turnbull, đã kết luận sau khi xem xét kiến nghị nộp hồi đầu năm nay của ông Bo rằng những đồ vật tìm thấy được bao gồm một số mảnh trâm cài đầu được trang trí với hoa lá bằng vàng và ngọc hồng lựu tinh xảo là kho báu. Natalie Bay, người phụ trách bảo tàng ban khảo cổ nói rằng đây là những hiện vật rất đẹp và thú vị tìm thấy tại khu vực đáng chú ý của thành phố York. Chúng tôi rất nóng lòng có thể tìm hiểu thêm về chúng và sau đó là đem trưng bày cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức.